Xin chào tất cả mọi người. Đây là bài học số 193 của chương trình tự học tiếng Pháp vỡ lòng. Và chúng ta đang xem một danh sách gồm có một số động từ có cấu trúc đi kèm với giới từ A. Trong các bài trước, chúng ta đã học động từ demander quelque chose à quelqu'un, yêu cầu hay là hỏi xin một điều gì với ai. Dire quelque chose à quelqu'un, nói điều gì với ai. Donner quelque chose à quelqu'un, cho ai một cái gì. Và écrire quelque chose à quelqu'un, viết một cái gì cho ai. Như vậy trong các cấu trúc chúng ta đã học thì chúng ta đều thấy là có giới từ à, quelque chose à quelqu'un. Và trong bài này chúng ta sẽ học động từ envoyer quelque chose à quelqu'un, gửi một cái gì cho ai. Động từ envoyer là một động từ nhóm 1, bởi vì chúng ta thấy hai ký tự cuối là er, và chúng ta chia động từ này theo quy tắc của nhóm 1, tức là chúng ta dùng bộ đuôi của nhóm 1 là o, es, o, ons, EZ, ENT. Nhưng đây là nhóm 1 đặc biệt do bởi nó kết thúc bằng O, Y, E, Y, E. Do đó chúng ta có một quy tắc khác là ở 4 vị trí là ngôi thứ nhất số ít, ngôi thứ hai số ít, ngôi thứ ba số ít và ngôi thứ ba số nhiều. Ở 4 vị trí này chúng ta đổi Y thành Y ngắn. Ở lúc trước nó là Y, bây giờ nó là Y ngắn. Y ngắn ở 4 vị trí này. Hai vị trí còn lại là Nu và Vu. Chúng ta để giống như nguyên thể. Nguyên thể là Y thì chúng ta vẫn để nguyên như Y. Và động từ envoyer ở thì hiện tại được phát âm như sau: j'envoie, tu envoies, il envoie, nous envoyons, vous envoyez, ils envoient. Như vậy chúng ta thấy cách phát âm của động từ này nó có một chút lạ lạ, là bởi bốn vị trí này phát âm là oa, o với i là oa, trong khi hai vị trí là ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai số nhiều là oai. Tôi xin đọc lại: j'envoie, tu envoies, il envoie, nous envoyons, vous envoyez, ils envoient. Đó là thì hiện tại của động từ envoyer. Và ở thì quá khứ thì chúng ta lấy participe passé của động từ envoyer là envoyer, e accent aigu, và chúng ta ghép với auxiliaire avoir: j'ai envoyé, tu as envoyé, il a envoyé, nous avons envoyé, vous avez envoyé, ils ont envoyé. Nó không có gì đặc biệt khi chia ở thì quá khứ, nhưng khi chia ở thì tương lai chúng ta thấy có một cái sự đặc biệt. Và trước khi coi thì tương lai của động từ envoyer là nó có một chút đặc biệt, thì chúng ta hãy coi một động từ có kết thúc bằng envoyer bất kỳ. Chẳng hạn chúng ta thấy lấy động từ nettoyer. Nettoyer là làm cho sạch. Thì chúng ta thấy khi chia thì hiện tại nó cũng giống như ở bên trên, kết thúc bằng o, es, e, ons, ez, ent. Và ở 4 vị trí je, tu, il, số nhít, số ít và ngôi thứ ba số nhiều, thì chúng ta đổi y thành y ngắn giống như bên trên. Thì quá khứ cũng chia giống bên trên, lấy participe passé rồi mình ghép với auxiliaire avoir. Nhưng ở thì tương lai chúng ta thấy cái cách chia của động từ nettoyer, nettoyer như sau: je nettoierai, tu nettoieras, il nettoiera, nous nettoierons, vous nettoierez, ils nettoieront. Tức là bộ đuôi của động từ nhóm 1 ở thì tương lai đó là ai, as, a, ons, ez, ont. Và bây giờ chúng ta trở lại động từ envoyer, chúng ta thấy cũng chia theo bộ đuôi của thì tương lai là AI, AS, AONS, EZ, ONT. Như vậy các anh chị thấy cái trên này với cái này là giống nhau. Nhưng mà cách chia thì tương lai của từ động từ envoyer không phải là j'envoierai giống như là je nettoierai, mà là j'enverrai. Xin để ý cái chỗ này. Đây là trong nhóm của envoyer, nhưng mà động từ envoyer nó lại chia là j'enverrai. Và chỉ có một mình động từ này chia theo kiểu này thôi: j'enverrai, tôi sẽ gửi, tu enverras, il enverra, nous enverrons, vous enverrez, ils enverront. Như vậy tôi xin tóm lại cái cách chia của động từ envoyer là như sau: động từ envoyer là động từ nhóm 1, do đó chúng ta cũng chia theo bộ đuôi của nhóm 1 là ES, ONS, EZ, ENT. Chúng ta thấy là nhóm 1 nhé. Nhưng đây là nhóm 1 đặc biệt là oye, do đó ở 4 vị trí, ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba số ít và ngôi thứ ba số nhiều, chúng ta đổi y dài bằng y ngắn, đó là chữ thứ hai. Và ở thì tương lai chúng ta không theo quy tắc chung của động từ oye là je nettoie thì biến thành je nettoierai, mà ở đây là j'envoie biến thành j'enverrai. Và khi chúng ta có j'enverrai rồi thì chúng ta lấy các cái ngôi khác chia theo bộ đuôi của thì tương lai là ai, as, a, ons, ez, ont. Và tôi xin đọc lại thì tương lai của động từ envoyer là j'enverrai, tu enverras, il enverra, nous enverrons, vous enverrez, ils enverront. Như vậy
Trước khi chúng ta coi cách thành lập câu thì chúng ta đã coi lại cái cách chia của động từ ONVG và xin mọi người nhớ đặc biệt là chỗ phi tuyên này. Đặc biệt là chỗ phi tuyên này nó có một chút gì khác biệt hơn các cái động từ khác cũng có kết thúc bằng -ye. Trong phần số 1 chúng ta hãy xem động từ ONVG với ý nghĩa là một ngoại động từ trực tiếp gửi một cái gì? Gửi một lá thư, ONVG une lettre, mồi gửi một lá thiệp, một cánh thiệp. Envoyer une carte, gửi một tin nhắn, envoyer un message. Gửi một gói hàng, envoyer un colis. Gửi một món quà, envoyer un cadeau. Gửi những lời xin lỗi, envoyer des excuses. Gửi những lời chúc mừng, envoyer des félicitations. Gửi con đến trường, envoyer un enfant à l'école. Gửi các đoàn quân ra chiến trường, envoyer des troupes au front. Ở trong phần trên chúng ta coi một số các cách dùng động từ envoyer với ý nghĩa là ngoại động từ trực tiếp gửi một cái gì, và chúng ta thấy đây là các COD, các đối tượng trực tiếp gửi một cái gì. Ở trong phần thứ hai chúng ta sẽ coi một số danh từ xuất phát từ động từ envoyer. Chúng ta sẽ có hai danh từ. Danh từ thứ nhất là l'envoi và danh từ thứ hai là l'envoyer. L'envoi là sự gửi. Ví dụ, việc gửi thư qua bưu điện, l'envoie une lettre par la poste. Tôi đã nhận được cái mà bạn đã gửi, j'ai reçu votre envoi. Có thể là lá thư hay là một cái gói hay là một cái chuyện gì đó, tôi đã nhận được. Phí vận chuyển, les frais d'envoi. Khi chúng ta gửi cái gì đi mà qua con đường bưu điện hay là các cái dịch vụ thì chúng ta phải tốn phí, gọi là les frais d'envoi. Và chúng ta có một danh từ ở trong thể thao và trong bóng đá đó, le coup d'envoi. Coup là một cái cú, là giao banh, envoyer là giao banh đi. Và đây chúng ta thấy cái hình hai cầu thủ của hai đội đang đứng trước một trái banh và một bên sẽ giao banh để cho trái banh nó đi vào trong cuộc chơi, gọi là le coup d'envoi. Và chúng ta có danh từ thứ hai là un envoyer, là một phái viên, tức là một người được gửi đi. Ví dụ, một phái viên của một chính phủ, l'envoyer d'un gouvernement. Của chính phủ gửi một phái viên đi qua tới một chỗ nào đó để thay mặt chính phủ làm một công việc gì đó, người đó gọi là phái viên, l'envoyer. Đặc phái viên là un envoyé spécial. Chúng ta có câu ví dụ như là nước Pháp đã cử một đặc phái viên đến nước này tới một cái nước nào đó để thay mặt chính phủ giải quyết xử lý một cái việc gì đó. La France a dépêché un envoyé spécial dans ce pays. Dépêché là gửi nhanh tới, một đặc phái viên, un envoyé spécial, tới một nước nào đó. Và bây giờ trong phần thứ ba chúng ta hãy cùng nhau làm một số câu với cấu trúc động từ là envoyer quelque chose à quelqu'un. Tôi đã gửi tới anh ta những lời chúc mừng. Anh ta có một cái chuyện vui trong gia đình, tôi đã gửi tới anh ta những lời chúc mừng. Anh ta là mẫu thứ ba số ít. Je lui ai envoyé. Je lui ai envoyé mes félicitations. Je lui ai envoyé, tôi đã gửi những lời chúc mừng tới anh ta. Như vậy chúng ta đã làm theo công thức là envoyer quelque chose à quelqu'un. Như ở đây à quelqu'un nó nằm trong đại từ, COD là lui, nằm trước động từ. Je lui ai envoyé mes félicitations. Hãy gửi cho tôi một lá thư ngắn. Đây là câu này dùng ở thể mệnh lệnh. Envoyez-moi. Envoyez-moi un petit mot, một cái thứ, lá thư ngắn rất là đơn giản, không phải là một lá thư bình thường, một lá thư rất là ngắn ngủi, chứ không một ít hàng để nói cô đọng một vấn đề gì đó. Bạn hãy gửi cho tôi một lá thư ngắn. Tôi đã nhận được kiện hàng của bạn, mà bạn đã gửi. Kiện hàng của bạn, tức là kiện hàng mà bạn đã gửi. J'ai reçu le colis que vous m'aviez envoyé. Reçu là participe passé của động từ recevoir, tôi đã nhận được. Ở đây là CCD, chúng ta sửa lại về lỗi chính tả. J'ai reçu le colis que vous m'aviez envoyé. Trước đó bạn đã gửi cho tôi một gói hàng. Envoyer quelque chose à quelqu'un. Chữ cơ này là COD này.
gói hàng mà bạn đã gửi cho tôi về em là à moi là à quelqu'un như vậy, COI đây là COD và nó vẫn đi theo cái cấu trúc là envoyer quelque chose à quelqu'un, j'ai reçu le colis que vous m'aviez envoyé. Như vậy cái công thức này dùng ở đại từ thì một số anh chị chưa học. Nếu chúng ta học xong bài pronoun personnel thì chúng ta sẽ biết là, và bài pronoun relative nữa chúng ta sẽ biết cờ này là gì và em ơ là gì. Tôi đã nhận được món tiền bồi hoàn mà họ gửi cho tôi tuần trước. J'ai reçu. Cũng giống như câu bên trên thôi. Tôi chung thay đổi về danh từ. J'ai reçu. Món tiền bồi hoàn. La somme. La somme là món tiền. De remboursement. J'ai reçu la somme de remboursement mà họ đã gửi. Cô ma ve. Mơ thì là gửi cho tôi. Còn ma ve envoyé la semaine dernière. J'ai reçu. Cũng giống như câu bên trên là tôi đã nhận được. Món tiền. La somme. La somme là món tiền. Món tiền này là tiền bồi hoàn. La somme de remboursement qu'on m'avait envoyé. Ở đây chúng ta thấy chữ cờ này này là thay cho một danh từ đi trước. Đây là COD thay cho danh từ đi trước. Danh từ đó là món tiền. Như vậy cờ thay cho một danh từ feminine thì trong chữ cờ này có feminine và chúng ta thấy là khi một COD đứng trước một participe passé thì nó phải phù hợp với nhau và giống vào số và chúng ta thấy đây phải thêm ơ. J'ai reçu la somme de remboursement qu'on m'avait envoyé la semaine dernière. Bác sĩ đã gửi một bệnh nhân đến đồng nghiệp của mình. Le médecin là bác sĩ, là y sĩ. Le médecin a envoyé một bệnh nhân, un malade, tới đồng nghiệp của ông ta, à son confrère. Một vị bác sĩ, un médecin, đã gửi một bệnh nhân tới đồng nghiệp của mình bởi vì bệnh nhân này cần một cái sự đặc, một cái sự trị và đặc biệt là bác sĩ này gửi tới cho một đồng nghiệp có chuyên môn về về y khoa đó, bác sĩ chuyên khoa thì ông ta đã gửi bệnh nhân này của mình tới đồng nghiệp của mình để được chữa trị. Le médecin a envoyé un malade à son frère. Lá đơn này tôi sẽ gửi cho ban giám đốc ngay ngày mai. Cette demande. Cette demande. Je l'enverrai. Chúng ta dùng động từ envoyer ở thì tương lai và chúng ta thấy là je l'enverrai à la direction. Gửi cho ban giám đốc ngay ngày mai. Dès demain. Không chậm trễ. Chữ đề này nói là cũng là tương lai nhưng mà tương lai rất là gần. Tương lai cấp bách. Cette demande, je l'enverrai à la direction. La direction là ban giám đốc. Dès demain, ngay ngày mai, không có chậm trễ. Tôi sẽ gửi lời mời Google Meet cho các bạn 15 phút trước buổi học. Và bây giờ chúng ta học online thì gửi cái lời mời ở trên Google Meet cho những người và người ta sẽ đi vào trong nhóm. Tôi sẽ gửi cho các bạn je vous enverrai. Động từ envoyer ở thì tương lai. Je vous enverrai l'invitation. Lời mời. Google Meet. 15 phút trước buổi học. 15 minutes avant le cours. Je vous enverrai l'invitation Google Meet. 15 minutes avant le cours. Như vậy chúng ta thấy là vẫn gửi một cái gì cho ai và ai đây là một đại từ. Đây là COI. Je vous enverrai l'invitation Google Meet 15 minutes avant le cours. Khi bạn gửi khiếu nại đến nhà sản xuất thì bạn phải kèm theo hóa đơn liên quan. Ở đây chúng ta thấy một câu khá là dài và có tính chuyên môn nhưng mà nó cũng theo công thức là gửi cái gì cho ai khi bạn gửi lời khiếu nại cho nhà sản xuất. Quand vous envoyez. Quand vous envoyez sự khiếu nại, une réclamation.
Fournisseur. Fournisseur là người cung cấp hàng và chúng ta thấy không hài lòng, chúng ta gửi lời khiếu nại thì chúng ta phải kèm theo cái hóa đơn. Quand vous envoyez une réclamation à un fournisseur, vous joignez, hoặc là joignez cũng được, nếu chúng ta dùng imperative cũng được, vous joignez một cái bản chụp, bản sao, une copie de la facture concernée. Chúng ta chụp bản sao của cái hóa đơn, của cái vấn đề mà chúng ta đang khiếu nại, của cái hàng hóa mà chúng ta đang khiếu nại, concernée là liên quan. Quand vous envoyez une réclamation à un fournisseur, joignez, chúng ta bỏ vô đi cũng được, joignez une copie de la facture concernée. Như vậy chúng ta thấy đây là công thức này, envoyer quelque chose à quelqu'un. Như vậy qua bài này khi chúng ta học về động từ envoyer quelque chose à quelqu'un, chúng ta cần để ý thứ nhất là cách chia. Đây là nhóm một đặc biệt, chúng ta phải để ý cách chia là ở bốn vị trí, ba ngôi số ít và ngôi thứ ba số nhiều phải đổi y dài thành y ngắn. Và động từ envoyer có cách chia đặc biệt ở thì tương lai, j'enverrai, không giống như các động từ khác là chẳng hạn như là nettoyer, je nettoierai. Và kế tiếp chúng ta đã coi một số mẫu câu với cách nói là envoyer là ngoại động từ trực tiếp, gửi cái gì? Envoyer une lettre, envoyer une carte, envoyer un message. Chúng ta cũng đã coi hai danh từ xuất phát từ động từ envoyer. Danh từ thứ nhất là l'envoi, là sự gửi. Danh từ thứ hai là n'envoyer, là một người được gửi đi, tức là một phái viên. Và trong phần sau cùng, phần số 3, chúng ta đã học và đã cùng nhau làm một số câu với cấu trúc là envoyer quelque chose à quelqu'un. Xin chào tất cả mọi người.